Nam mô Bụt Hài Gia, Nam mô Tham Mai Gia, Nam mô Sằng Khai Gia. Trước tiên kính lễ với tôn thiền Đức Tăng chúng như nước Nam mà chúng tôi không được rõ. Chào quý ni sư, quý cô tu nữ. Xin chào chư thiện nam tín nữ, thiện hữu trí thức. Xin được thay mặt Địa Tăng truyền tâm quy và bát quan trai giới đến đạo tràng pháp hội. Buddhang Saranaggacchami, con đem lên lòng thành kính xin quy Phật. Dhammang Saranaggacchami, con đem lên lòng thành kính xin quy Pháp. Sangham Saranaggacchami, con đem lên lòng thành kính xin quy Tăng. Duttiyam Vibuddhang Saranaggacchami, con đem lên lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Duttiyam vị đắc mong sa nâng ca cha mi con em lòng thành kính xin quy pháp lần thứ nhì. Duttiyam vị sang khấn sa nâng ca cha mi con em lòng thành kính xin quy tăng lần thứ nhì. Tạ tiyam vị bụt đắc sa nâng ca cha mi con em lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Tạ tiyam vị đắc mong sa nâng ca cha mi con em hành động thành kính xin quy pháp lần thứ ba. Tạ tiyam vị sang khấn sa nâng ca cha mi con em hành động thành kính xin quy tăng lần thứ ba. Buddhang Saranam Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Dhammang Saranam Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Sanghang Saranam Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Duttiyam Vibuddhang Saranam Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Lần thứ nhì. Duttiyam Vibuddhang Saranam Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Lần thứ nhì. Duttiyam Vibuddhang Saranam Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Lần thứ nhì. Duttiyam Vibuddhang Saranam Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Lần thứ ba. Tatiyam bi dhammang saranam gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy pháp. Lần thứ ba. Tatiyam bi sangkhang saranam gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy tăng. Lần thứ ba. Thì sa và nắp cái hát đăng nịt thi tăng pháp quy tam bảo trọn đủ chỉ có bấy nhiêu. A ma phan tê, dạ chúng con xin vâng. Bà na tiết bà tàng về đà mạnh y sẽ kho có năng xâm an giao mi. Còn xin mấy giờ điều học là quy chánh sai sự sát sanh Adinadana Vairamani-sikha-vinang-samad-yami. Còn xin mấy giờ điều học là quy tánh xa sự trộm cắp Aparamacariya Vairamani-sikha-vinang-samad-yami. Còn xin mấy giờ điều học là quy tánh xa sự thông dâm Mục sao qua đa người làm mặt đi sẽ có với lần xong anh mi. Còn xin bao nhiêu điều học là quy chánh xa sự nói dối Sura mê ra dâm mai chập qua mai đất hai nam người làm mặt đi với lần anh mi. Còn xin mấy cái điều học là vì tránh xa sự dễ uống rượu và các chất say quỳ ca la phu cha nam quỳ là mặt đi sẽ không có lần xong anh giao mi. Còn xin mấy cái điều học là vì tránh xa sự ăn sái giờ
Nam chay tawa di tawi su kada sanamala gan tawi le banathara namandana vipu sanathana Vera mạng đi sư kho phát đường sư mạng dạ mi. Còn xin quen dự điều học là quỳ tỉnh xa sư múa hát khổ kèm đợi xem múa hát nghe đường kẹp trang điểm khô vật thơm dụ phân và đều trang hoa. Uyên chai sayana maha sayana Vera mạng đi sư kho phát đường sư mạng dạ mi. Còn xem với những điều học là quỳ tránh xa chỗ nằm ngồi nó quá cao và xinh đẹp. Ba na tỳ ba ta quỳ ê ra ma ni sức hạ ba đăng sa ma đi gia mi. Con xin vâng dự điều học là cô ý tránh xa sự sạc sanh. A đỉnh na đa na Vệ Ramani Sikha Padang Samadhyami. Con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Aramacharya. Vệ Ramani Sikha Padang Samadhyami. Con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự thông dâm. Mẫu Sa Wada. Vệ Ramani Sikha Padang Samadhyami. Con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Sura me ra yamat chap ma ma da tha na ve ra ma ni sức khả ba đăng sam ma di ya mi. Con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Vika la pho chana Vệ Ramani Sikha Padang Samadhyami. Con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự ăn sai giờ. Na cha ghi ta qua đi ta quy so ka da sanam ma la gan da vi le ba na tha ra na mang da na quy bồ sát đa tha na Vệ Ramani Sikha Padang Samadhyami. Con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự múa hát thổi kèn đờn. Xem múa hát nghe đờn kèn trang điểm thơ vật thơm rồi phận và đeo trạng hoa. Ụt cha sayana maha sayana Vệ Ramani Sikha Padang Samadhyami. Con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa chỗ nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. Y măng a thăng ga sam măng na ga tăng vô tháp bình nhã tăng u bô sa thăng. Y măng cha ra tình y măng cha đi qua sang. Sam ma đề qua a thi ra khi tâm sam ma đi gia ma. Chúng con xin thọ trì bát quan trai giới tròn đủ tám điều của Đức Phật ca giáo truyền. Hầu để vâng dự hành theo cho được trong sạch trần ngày nay và đêm nay. Mong cầu gieo được giống lành để thấy rõ niết bàn trong đời hiện nay. Niết bàn ni ắt tha sê kha bạc đà ni u pô sa tha si la vô sê na i man cha ra tinh i man cha di vật sang sa thu căng ca toa ngập ba ma đê na sa ma ra khi tập.
Vâng, theo Mô Bích Tha dạ. Dạ đạo tràng có nghe lời âm thanh của Nhật Quỳnh. Tăng mà măng còn đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chi tôn chi thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo sắp tội lỗi ấy cho con. Ua ta mang ghê na quanh đê hăng thẩm manh cho được vị thân và răng thẩm mê vô khả lì tổ đô sô thẩm mô khả mặt tu tăng mà măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo sắp tội lỗi ấy cho con. Ua ta măng ghê na quạnh đê hăng sẵn khanh trạch được vị thô ta măng sẵn khê vô khả lì tổ đô sô sẵn khô khảm mặt tu tăng mà măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo sắp tội lỗi ấy cho con. Dạ, ngài nghe được âm thanh con kính dâng bích đến ngài ạ. Đạo tràng quan hỷ cho trong giây lát đường nét của ngài bị trục trặc rồi. Dạ, Gia Nhật Hà có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Dạ, cảm ơn Thanh Hoàng. Dạ, thôi trong khi viết bài, quý vị đồng ý không? Dạ, đồng ý cho Nhật Quỳnh một tín hiệu hay là chờ ngài vào chúc phúc rồi mình thả hồi hướng. Dạ, đạo tràng cho Nhật Quỳnh một tín hiệu ạ. Có đồng ý cho Nhật Quỳnh hồi hướng không? Alo, alo. Dạ, cảm ơn đạo tràng. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh hồi hướng sau khi mình đã lễ bái tam bảo và thọ trì quy giới. Phước lành con đã tạo ra các đời quá khứ hay là đời nay, nghiệp chưa cho quả phước nào a nguyện thành pháp đồ để vào thiện căn. Sau này dù tạo mấy lần từ đây cho đến siêu thăng niết bàn, hãy làm chuyện tốt sẵn sàng mọi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên, giúp cho phiền não sớm yên trở mau giải thoát cây liền kịp sao. Nếu trễ chẳng gặp Phật nào, nhầm kỳ độc giác làm sao cũng thành. Nguyện cầu tam bảo từ hàng đồ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại ráng tu hành. Nguyện dình tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh,
Nguyện dạy căn nhân sanh từ khổ, nguyện diệt tâm tham hào lợi danh, nguyện tu tinh tấn không dại đại, nguyện sao đào quả sớm viên thành. Dạng kinh chí cư sanh là cầm măng cách tâm bằng tí đi văn mà cả dê na quả sa mà na sa tí đa sê sư gạch tăng cà tăng dê sa ta sa nhì nô a thì dê cà sa ta a sa nhì nô ca tăng buồn nhà pha lăng mây hằng sáp bê pha ghi pha quan tự tê dê tăng cà tăng sư vi đi tăng định năng bồn nhà pha lăng mà giả dê trả ta tha na trả năn tì đệ qua gành to ni dễ đà dâm sắp bê lô cầm hi dễ sắp ta chi quan ta ha ra hê tu ca mà muôn năng khô cha năng sắp bê la khoản tu mà ma chê ta sa ti bữa căn con đã tạo thành na do thân khẩu ý tu hành dẻo nên điều là phước báo vững bền có tài tiếp chúng độ lên thiên đàng cung trời đạo lợi thọ nhàn chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà chữ thiên phạm thiên cùng là bậc trời vô tường được mà hưởng an bữa con hồi hướng dân ban chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu ban ngày chưa rõ lời cầu xin cùng thiên chung đến hầu mạch nhai có người làm phước được xài lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng chúng sanh hoan hỷ lãnh chung ma hưởng được phước quý dung thanh nhàn chúng sanh thế giới các hàng bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường xin thâu phước báo cung dường hoa thành thực phẩm mùi hương thọa lòng. Nam mô Bích Tha Giá, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài Trí Đức đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tam quy ác quan trai giới đến hàng Phật tử của chúng con. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài, chúng con cũng thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức đã quan lâm vào đạo tràng chứng minh cho chúng con được thọ trì vi giới. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng đã cùng với Nhật Quỳnh lễ bái tam bảo và thọ trì vi giới. Do phước mà chúng con đã trong sạch tạo được ra, kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp, còn mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ đầu giáo pháp Đức Phật Gotama được bền vững lâu dài. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với chư tôn đức. Nhật Quỳnh xin chia phước này đến đạo tràng pháp hội, mong rằng phước này trợ duyên quý ngài quý vị an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam mô Bích Tha Giá, cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Và con thành kính đảnh lễ ngài Trí Đức đã quang lâm trở lại đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Tị Duyên và Nhật Quỳnh kính chào tất cả quý anh chị em đạo hữu dồi dào đạo tràng. Và bây giờ ngài nghe được âm thanh con chưa bạch ngài, nếu được ngài cho con một tín hiệu để con kính dâng bích đến ngài, để đạo tràng chúng con được học bài học ngày hôm nay. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, ngài cho con xin một tín hiệu. Dạ, con kính dâng bích đến ngài ạ. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Con kính dâng bích đến ngài. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Mai Giá, Nam mô Sang Thầy Giá. Trước tiên kính lễ chư tôn trường đức tăng trong những nickname mà chúng tôi không được rõ. Xin chào cô tu nữ Tự Duyên, xin chào chị thiện nam tín nữ hiện hữu tri thức. Hôm nay chúng ta sinh hoạt chung cầu Phật ngôn 350. Xin Nhật Quỳnh hoan hỷ cho xin bài học ha. Câu Phật ngôn 350 thì chờ chút để copy lại. Alo 123 123. Câu Phật ngôn 350. Trước khi đi vào nội dung câu Phật ngôn này, xin phép được tán dương ơn đức tâm bảo Ratanatayasa Wanda Mi.
tu lô cô tam mô sa pa ga ru hi ke tha cô lô ca sa sa tha chân la đầm ma cô quý đồ quần đà ma hành tầm na ra phù chân này giác cần Như Lai giác ngộ pháp màu ngài bậc trí thức không đâu sánh bằng thoát ly phiền não trái chân tôi tự giáo chủ chư năng vô lượng tư đế ngài đã tin tưởng thông minh dạy bảo dân lương pháp trần con xin đảnh lễ Phật ân đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường tham mô bất đi bồ giác tá sa sa thu nô lô ca nó mình tha sa huy nà ca rô cô sa bần nhu vút thóc bất đi bù thi sanh nhá tổ hoàn đà ma hành tăng ná ra phù cho này giác cần pháp bảo vi nhân vàng như lai khởi sáng vẹt màng vô minh phá tan lầm lạc chúng sinh đầy những Phật tổ quang minh rõ ràng con xin đảnh lễ pháp quan đáng cho công chúng nhân gian cúng dường sanh phù quý số thù chú cái tá sát sao cô thích tha chú ca mô quá lá thầm mất thích tha cô niên đà với sanh tà đi á nà đá rù quá rù quan đà mất hành tầng đá ra phù cha này giác tâm tăng bảo tinh văn Phật đà tâm học môn rõ để mà thoát thân các ngài thanh tịnh ly trần xa lìa theo pháp phàm nhân ai bị con xin đảnh lễ tăng hy đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường ra tận hạ thế giới tề chề nết thế kha mê e tu vạ tha năng ta xà bi a nu pha về nết thế hạ xà về nết thế chật tu cầu xin tam bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành mong nhờ đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quá cao nam mô bích thầy gia phần tăng dương ân đức tam bảo đã xong. Bây giờ chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay, câu Phật ngôn 350. Chúng ta xin đọc trước ha. Quy tắc phù bát sát mê chát vô giá tô, câu đầu tiên. Quy tắc phù bát sát mê chát vô giá tô. Quy tắc Cù bát sát mê chát vô ra tô. Bây giờ chúng ta qua câu số 2. A su phần phà quá giác tê sát đà sát tô. A su phần phà quá giác tê sát đà sát tô. A su phần phà quá giác tê sát đà sát tô. Bây giờ chúng ta ôn lại hai câu này ha. Quy tắc cù bát sát mê cha dù ra tù a su phần phào a giác tề sa đà sa tù. Quy tắc cù bát sát mê cha dù ra tù a su phần phào a giác tề sa đà sa tù. Quy tắc cù bát sát mê cha dù ra tù a su phần phào quá giác tề sa đà sa tù. Bây giờ qua câu số 3. Ê sa phù dần tiết ca hi tiết. Ê sa phù dần chạy chữ ra. Ê sa khô dành tiết ca hi tí. Ê sa khô dành tiết ca hi tí. Và câu số 4. Ê sa chết chết tiết mà rác bành thác năng. Ê sa chết chết tiết mà rác bành thác năng. Ê sa chết chết tiết mà ra bàn thác năng. Bây giờ chúng ta ôn lại câu 3, câu 4. Ê sa khô dân tít ca hi tí. Ê sa chết chết tí mà ra bàn thác năng. Ê sa khô dân tít ca hi tí. Ê sa chết chết tí mà ra bàn thác năng.
Rồi bây giờ chúng ta đọc từ trên xuống dưới ha. Câu này có hai cách đọc. Cách đọc thứ nhất là chúng ta tới cuối câu số 2 chúng ta dừng lại, bởi vì nó là một trường âm. Rồi cách đọc thứ hai là chúng ta đọc nguyên câu ha. Quy tắc cù bát sắc mê chạy vô ra tô a su phang pha quá giá tê sát đà sát tô ê sát phô dân tí ca hi tí ê sát chế chá tí ma rắp bành thác năng. Cách tìm nhất, quy tắc cù bát sắc mê chạy vô ra tô a su phang pha quá giá tê sát đà sát tô ê sát phô dân tí ca hi tí ê sát chế chattisma rất bằng thác năng. À bây giờ chúng ta đọc liền một hơi ha. Vi tắc cù bát sắc mê chay vô ra tô a su phang pha quá giá tê sát đà sát tô ê sát phô dân tí ca hi tí ê sát chết chattisma rất bằng thác năng. Quy tắc cù bát sắc mê chay vô ra tô a su phang pha quá giá tê sát đà sát tô ê sát phô dân tí ca hi tí ê sát chết chattisma rất bằng thác năng. Như vậy thì có hai cách đọc. Cách đọc thứ nhất chúng ta dừng lại chỗ chữ sát tô cuối câu số 2. Cách thứ hai thì chúng ta đọc nguyên từ trên xuống dưới. Rồi này thì quý vị muốn kể theo cái giọng sao cũng được hết, vấn đề kể không quan trọng, cái quan trọng là cái giọng kinh ha. Quý vị quan hệ như là làm sao để chúng ta biết được trường âm và đoạn âm, còn kể chẳng qua là phụ ngôn âm mà thôi, tức là sao cũng được. Rồi bây giờ xin mời bàn tay của quý vị. Hôm nay sao xích thà hay là quan hệ ha, đưa tay đầu tiên ha, xà thủ xà thủ. Dạ, Nam Mô Bụt Thà, Nam Mô Thanh Bảo Giá, Nam Mô Sàng Khà Giá, và con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni, con kính chào Đại Tràng. Dạ, con xin trao bài. Quy tắc khu ba sa mê cha yô ra tô a su phăng pha. Dạ, con xin sám hối con đọc này. Quy tắc khu ba thác khu ba sa mê cha yô ra tô a su phang pha wa ya tê sa đà sa đà sa tô sa đà sa tô e sa khu yam ti ka hi ti e sa chak cha ti ma ra ban tha năng. Quy tắc khu ba sa mê cha yô ra tô a su phang pha quá giá tê sa đà sa tô ê sa khô dàn tí ca hi tí ê sa chắc cha tí ma ra bàn tha năng. Quý là đoạn âm, thác là trường âm nhấn, khu là trường âm thông thường, bá là đoạn, bá xá là đoạn, hai đoạn âm, mê là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, vô là trường âm thông thường, rá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Quy tắc khu ba sa mê cha yô ra tô a su phang pha quá giá tê sa đà sa tô. Á là đoạn, á su là hai đoạn âm, phang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pha là trường âm thông thường, quá giá là hai đoạn âm, tê là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tê là trường âm đọc trường âm thông thường, và con xin sám hối, tê là trường âm thông thường, xá là đoạn âm đa, xá là đoạn âm đa là trường âm thông thường, xá là đoạn âm và tô là trường âm thông thường. Quy tắc khu ba sa mê cha yô ra tô a su phang pha quá giá tê sa đà sa tô. Câu 3, câu 4. Ê sa khô yàn tí ca hi tí ê sa chắc cha tí ma ra bàn tha năng. Phan tha năng.
Ê là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, khô là trường âm thông thường, gian là trường âm nhấn. Tí là đoạn âm, kha là trường âm thông thường, hí tí là hai đoạn âm. Ê khô gian tí kha hí tí, ê xá chắc chá tí, ma ra bàn tha năng. E là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, chắc là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, chá tí là hai đoạn âm, ma là trường âm thông thường, vá là đoạn âm, ban là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con xin đọc lời bốn câu. Vitakku basame chayo rato asupan pha wajate sada sato e sa ko yan tika hiti e sa chak chati ma ra ban tha năng. Dạ con xin kể. Vitakku ba sa me cha yo va to a su phang pha wa ya te sa da sa to e sa ko yan ti kha hi ti e sa chak cha ti ma ra pon tha nam. Dạ con có sai, xin sư chỉ. Con xin trang mít cho bà kê tức. Dạ, Nam Mô Bức Tha Giá, Nam Mô Tham Mà Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin đảnh lễ Ngài Trí Đức, quý sư, quý cô tu nữ, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu Pháp Cú 350 hôm nay và phân tích ạ. Quy tắc cù bát sa mê cha yô rát tô a su phăng pha vá yá tê sa đà sa tô e sa khô bi an tí kha hi tí e sa chết cha tí ma ra pan tha năng. Và câu số 1 và câu số 2. Quy tắc cù bát sa mê cha yô rát tô a su phăng pha vá yá tê sa đà sa tô. Dạ, quý đoạn âm, tắc trường âm nhấn, cù trường âm thông thường, bá xá hai đoạn âm, mê trường âm thông thường, chá đoạn âm, vô trường âm thông thường, rá đoạn âm, tô trường âm thông thường, á xú hai đoạn âm, thăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pha trường âm thông thường, vá giá hai đoạn âm, T trường âm thông thường, xá đoạn âm, đa trường âm thông thường, xá đoạn âm, tô trường âm thông thường. Quy tắc cù bát sa mê cha yô rát tô a su phăng pha vá yá tê sa đà sa tô. Và câu số 3 và câu số 4. E sa khô bi an tí ca hi tí e sa chết cha tí ma ra pan tha năng. E trường âm thông thường, xá đoạn âm, khô trường âm thông thường, pian trường âm nhấn, tí đoạn âm, kha trường âm thông thường, hí tí hai đoạn âm. Câu số 4. E trường âm thông thường, xá đoạn âm, chết trường âm nhấn, chá tí hai đoạn âm, ma trường âm thông thường, rá đoạn âm, ban trường âm nhấn, tha đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Và con xin đọc lại. Quy tắc cù bá sa mê cha yô rát tô a su phăng pha vá yá tê sa đà sa tô e sa khô bi an tí ca hi tí e sa chết cha tí ma ra ban tha năng. Dạ con xin kể luôn ạ. Quy tắc cù bá sa mê cha rát tô
Asupang phaha vayate sadasato esakubhyantika hiti esachechati marabandhanang vitakubhasamecha yurato Asupang paha vayate sadasato Esa kobyanti kahiti Esa chechati marabanhanang. Dạ con đã đọc xong. Có sai con nhờ sư sửa giùm cho con ạ. Dạ con xin cảm ơn đạo tràng. Dạ con xin kế tiếp ạ. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ, con xin kính chào quý đạo hữu, con xin phân tích cách đọc cô Pháp Cú 350, cô 1, cô 2. Vi thắc khù ba sa mê cha yô ra tô a su phang pha ba ya tê sa đà sa tô. Ví đoạn âm, tắc, trường âm nhấn, cu, trường âm thông thường, tá, tá, hai đoạn âm, mê trường âm thông thường, chá đoạn âm, vô trường âm thông thường, rá đoạn âm, tô trường âm thông thường, á xú hai đoạn âm, phăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pha trường âm thông thường, vá giá hai đoạn âm, tê trường âm thông thường, tá đoạn âm, đa trường âm thông thường, tá đoạn âm, tô trường âm thông thường. Con xin đọc lại câu 1, câu 2. Vi tắc cù ba sa mê cha yô ra tô a su phang pha ba gia tê sa đà sa tô. Câu 3, câu 4. Ê sa khô dân tí ca hi tí ê sa chất cha tí ma sa bành tha năng. Ê là trường âm thông thường, tá là đoạn âm, khô là trường âm thông thường, dân là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, ca là trường âm thông thường, hí tí là hai đoạn âm, ê trường âm thông thường, tá đoạn âm, chết trường âm nhấn, chá tí hai đoạn âm, ma trường âm thông thường, rá đoạn âm, banh trường âm nhấn, thá đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con xin đọc lại câu 3, câu 4. Ê sắc hồ tí ca hi tí ê sa chất cha tí ma sa bành tha năng. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú 350. Tí tắc cú ta sa mê cha yô ra tô a su phang pha sa ya tê sa đà sa tô. Ê sắc hồ yan tí ca hi tí ê sa chất cha tí ma sa bành tha năng. Con có sai, con xin sư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp ạ. Alo, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con kính đảnh lễ sư Trí Đức. Con kính đảnh lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Con kính đảnh lễ cô tu nữ Tuệ Duyên. Kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, con xin trả bài câu Phật ngôn 350 ạ. Quy tắc cù pa sa mê cha yô ra tô a su phang pha wa ya tê sa đà sa tô e sa khô yan tí ca hi tí e sa chách cha tí ma ra ban tha năng. Quy tắc cù pa sa mê cha yô ra tô a su phang pha wa ya tê sa đà sa tô. Quý là đoạn âm, tắc là trường âm nhấn, cu là trường âm thông thường, bá xá là hai đoạn âm, mê là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, vô là trường âm thông thường, rá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường, á, xú là hai đoạn âm, phăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pha là trường âm thông thường, quá, giá là hai đoạn âm, tê
là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, đa là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Quy tắc cụ ba sa mê cha yô ra tô a su phang pha wa ya tê sa đa sa tô e sa khop yan ti ka hi ti e sa chách cha ti ma ra bằng tha năng. E là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, khô là trường âm thông thường, yan là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, ca là trường âm thông thường, hí tí là hai đoạn âm. E là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, chách là trường âm nhấn, chá tí là hai đoạn âm, ma là trường âm thông thường, rá là đoạn âm, ban là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. E sa khop yan ti ka hi ti e sa chách cha ti ma ra bằng tha năng. Quy tắc cụ ba sa mê cha yô ra tô a su phang pha wa ya tê sa đa sa tô e sa khop yan ti ka hi ti e sa chách cha ti ma ra bằng tha năng. Quy tắc cụ ba sa mê cha yô ra tô a su phang pha wa ya tê sa đa sa tô e sa khop yan ti ka hi ti e sa khop yan ti ka hi ti e sa chek cha ti ma ra ban tha nang. Vi ta ku pa sa me cha yo ra to a su phang pha wa ya te sa da sa to e sa khop yan ti ka hi ti e sa chek cha ti ma ra ban tha nang. Dạ, con đã trả bài xong. Có sai xin đạo tràng chỉnh sửa giúp. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng. Cảm ơn chị Nhật Huỳnh bốt bài. Dạ, thân mời The Man ạ. Dạ, con xin kính lễ quý sư và xin kính chào tất cả quý vị trong lớp. Cho con xin phép được đọc câu Pháp Cú số 350. Quy tắc cù bá sa mê gia dô rát tù á su phăng phà vá gia tê á sa đà sa tù ê sa khô bàn tí gà hí tí ê sa chết chá tí mà rá bàn thá năng. Quy tắc cù bá sa mê gia dô rát tù á su phăng phà vá gia tê sa đà sa tù. Chữ quý là đoạn âm, chữ tắc là trường âm nhấn, chữ cu là trường âm thông thường, bá xá là hai đoạn âm, mê là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, vô là trường âm thông thường, rá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường. A su phằng phà gia vá tề, phà vá gia tề sa đa sa tù. Á là đoạn âm, su là đoạn âm, phâm là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, phà là trường âm thông thường, vá giá là hai đoạn âm, tê là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, đa là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Câu 1 và câu 2 con xin đọc lại. Vi tắc cù bá sa mê gia dù gia tù a su phăng và vá gia tê sa đa sa tù. Câu 3 và câu 4. Ê sa khô bàn tí gà y tí ê sa chết cha tí mà rá bàn tha năng. Ê là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, khô là trường âm thông thường, gian là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, ca là trường âm thông thường, hí tí là hai đoạn âm. Ê sa chết chết tí mà rá bằng tha năng. Ê là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, chết là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, tí là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, rá là đoạn âm, ban là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con đọc lại 4 câu. Quy tắc cụ bá sa mê gia dù ra tù á su phạm phà bá gia tệ sa đà sa tù ê sa khô dành tí gà hi tí ê sa chết cha tí mà ra bàn tha năng. Quy tắc cụ bá sa mê gia rù ra tù á su phạm phà bá gia tệ sa đà sa tù ê sa khô dành tí gà hi tí ê sa chết cha tí mà ra bàn tha năng. Dạ,
Con xin hết và xin sư và quý vị trong lớp sửa bài giúp cho con. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng đã nghe con. Dạ, mô Phật, con kính đảnh lễ ngài Chí Đức. Con kính đảnh lễ quý cô chủ nữ và con kính chào quý đạo hữu. Sau đây con xin đọc bài kinh Pháp Cú 350. Quý tích khu bá xá mê cha dồ tổ ác xú phần pháp quá giá tề xá đà xá tổ ê xá khổ đành tí cha cà hí tí ê xá chất cha tí mà cha bành thá nặng. Quý tích khu bá xá mê cha dồ ra tổ ác xú phần phá quá giá tề xá đà xá tổ. Dạ con xin phân tích câu 1 và câu 2 ạ. Dạ, quý là bản âm, tất là trường âm nhấn, khu là làm trường âm thông thường, bá là đoạn âm, xá là đoạn âm, mê là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, vô là trường âm thông thường, rá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường, á xú là hai đoạn âm, thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Phá là đoạn âm. Con xin sám hối, trường âm thông thường. Quá là đoạn âm, giá là đoạn âm, tê là trường âm thông thường. Xá là đoạn âm, đa là trường âm thông thường. Xá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Ê xá khô đành tí cha đành tí ca hí tí ê xá chắc chá tí mà rá bành thá năng. Dạ, ê là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, khô là trường âm thông thường, đành là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, kha là trường âm thông thường, ca là trường âm thông thường, hí tí là hai đoạn âm, ê là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, chát là trường âm nhấn, chá tí là hai đoạn âm, ma là trường âm thông thường, rá là đoạn âm, văn là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ con xin đọc hết nguyên câu ạ. Quý tích khu bá xá mê chá dồ rá tồ á xú phần phá quá giá tề xá đà xá tồ ê xá khô thành tí ca hí tí ê xá chắc chá tí mà rá bành thá năng. Quý tích khu bá xá mề chá dồ rá tồ ác xú phần phá quá giá tề xá đà xá tồ ê xá khô đành tí cà hí tí ê xá chất chá tí mà rá bành thá năng. Dạ con cũng xin kể luôn. Quý tích khu ba ma sa me cha đô ra tô a su phang pha wa ya te sa da sa tô e sa khô đăng ti ca hi ti e sa chắc cha ti ma ra banh tha năng.
Dạ, con kính sư sửa dùm cho con và kính quý đạo hữu. Con có sai gì thì chát lên cho con thấy ạ. Dạ, con kính cảm ơn đạo tràng và quý sư. Dạ, con xin xuống mít. Dạ, con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính chào đạo tràng. Con xin phân tích câu Phật môn 350. Vitakku pasambe chayo rato asuphang pha vayate sada sato. Quý là đoạn âm, tắc là trường âm nhấn, cu là trường âm thông thường. Bá xá là hai đoạn âm, mê là trường âm thông thường. Chá là đoạn âm, vô là trường âm thông thường, rá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Á là đoạn âm, súp, xú là, á xú là hai đoạn âm, phân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pha là trường âm thông thường, quá giá là hai đoạn âm, tê là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, đa là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Quy tắc cù bát sa mê cha dồ ra tô a su phăng và quá giác tề sát đà sát tô ê sát hồ phăng tí ca hi tí ê sát chắc cha tí mà ra bành tha nặng. Ê là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, khô là trường âm thông thường. Phan, chữ này con không biết đọc sao. Phan, 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 tí, phan là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, ca là trường âm thông thường, hí tí là hai đoạn âm, ê là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, chắc là trường âm nhấn, chá tí là hai đoạn âm, ma là trường âm thông thường, rá là đoạn âm, banh là trường âm nhấn, thá, pian, 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 thá là đoạn âm, năng là trường âm, đọc theo giọng nguyên âm. E sa kho pian tika hi ti e sa chat chat ti ma ra ban than nang e sa kho pian tika tika hi ti e sa chat chat ti ma ra ban than nang. Quy tắc cù bá sa mê cha dồ ra tù á xuất phần và giá và quá giá tề sa đà sa tù ê sa khô piàn tí ca hi tí ê sa chát cha tí mà ra bành tha nặng. Quy tắc cù bá sa mê cha rìu ra tù á xuất phần và quá giá tề sa đà sa tù ê sa khô piàn tí ca hi tí ê sa chát cha tí mà ra bành tha nặng. Con xin đọc lần nữa. Quy tắc cù bá sa mê cha dô ra tù á su phần và quá giá tề sa đà sa tù ê sa khô piàn tí ca hi tí ê sa chát chát tí mà ra bàn thanh nặng. Dạ con xin, con đã đọc xong, con xin xuống mít. Dạ con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng và kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc câu kinh Pháp Cú 350 ạ.
Quy tắc cụ pa sa mê cha dô ra tô a su phang phà va gia tê sa đà sa tô e sa khô giang tí ca hi tí e sa chết cha tí ma ra bàn tha nàng. Quy tắc cụ pa sa mê cha dô ra tô a su phang phà va gia tê sa đà sa tô e sa khô giang tí ca hi tí e sa chết cha tí ma ra bàn tha nàng. Con xin phân tích câu 1, câu 2 trước ạ. Quý là đoạn âm, tắc là trường âm nhấn, cu là trường âm thông thường, pá xá là hai đoạn âm, mê là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, vô là trường âm thông thường, rá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường, á sú là hai đoạn âm, phăng là trường âm giọng đọc theo giọng nguyên âm, pha là trường âm thông thường, quá giá là hai đoạn âm, tê là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, đa là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Câu 3, câu 4 là e sa khô giang ti ca hi ti e sa chết cha ti ma ra bàn tha nặng. E là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, khô là trường âm thông thường, giang là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, ca là trường âm thông thường, hí tí là hai đoạn âm ạ. E là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, trách là trường âm nhấn, trá tí là hai đoạn âm, ma là trường âm thông thường, rá là đoạn âm, ban là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm ạ. Con xin đọc lại cả câu ạ. Quy tắc cụ pa sa mê cha dô ra tô a su phang phà qua gia tê sa đà sa tô e sa khô giang tí ca hi tí e sa chết cha tí ma ra bàn tha nặng. Quy tắc cụ pa sa mê cha dô ra tô a su phang phà qua gia tê sa đà phà qua gia tề sa đà sa tô e sa khô giang tí ca hi tí e sa chết cha tí ma ra bàn tha nặng. Quy tắc cụ pa sa mê cha dô ra tô a su phang phà qua gia tề sa đà sa tô e sa khô giang tí ca hi tí e sa chết cha tí ma ra bàn tha nặng. Dạ con xin hết, con xin xuống mic, con kính sư và quý đạo hữu sửa cho con ạ. Con kính mời bàn tay của cô tu nữ Tuệ Duyên ạ, con xin xuống mic. Dạ sư thu, cảm ơn Thanh Hoàng. Dạ Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng, kính chào đạo tràng. Và bây giờ tự nhiên xin đọc và phân tích câu pháp cú số 350. Quý tắc cù bá sa mê cha yô ra tô a su phăng phà qua gia tê sa đà sa tô. Câu 1, quý là đoạn âm, là trường âm nhấn, cu là trường âm thông thường, bá xá hai đoạn âm, mê là trường âm thông thường, chát là đoạn âm, vô là trường âm thông thường, rá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Đoạn 2, á sú đoạn âm, phân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pha là trường âm thông thường, quá giá đoạn âm, đây là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, đa là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Quý tắc cù bá sa mê cha yô ra tô a su phăng phà qua gia tê sa đà sa tô. Đoạn 3 và đoạn 4. Ê xá, ê là
trường âm thông thường, xá là đoạn âm, khô là trường âm thông thường, danh là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, ca là trường âm thông thường, hí tí hai đoạn âm. Đoạn 4, ê là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, chét là trường âm nhấn, trá tí đoạn âm, ma là trường âm thông thường, rá là đoạn âm, ban là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ê sát khô danh tí ca hí tí ê sát chết chá tí ma rác văn than năng. Mi tắc cù bá sa mê cha dô ra tô á su phần phà quá giá tê sá đà sá tô. Ê sắc khô dành tí ca hí tí ê sát chết chá tí ma rác văn than năng. Bây giờ tự nhiên xin kể. Quy tắc cú ba sa mê cha vô ra tô a su phăng pha quá gia tê sa đa sa tô ê sa khô yên tí ca hi tí ê sa chết chết tí ma ra bàn tha năng vi tắc cú ba sa mê cha yô ra tô a su phăng pha quá gia tê sa đa sa tô ê sa khô yên tí ca hi tí ê sa chết chết tí ma ra bàn tha năng. Dạ, tự nhiên đã đọc và kể xong. Có sai chỗ nào xin đạo tràng chỉnh sửa. Dạ, bây giờ đã thấy tín hiệu của sức niệm từ. Dạ, kính mời sức. Dạ, con kính cảm ơn cô Tuệ Duyên. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính định lễ sư trí đức, con kính lễ chư tôn đức tăng trong đầu tràng, con kính lễ sư pháp trang, và con kính lễ quý bà quý cô tu nữ, và con kính chào đầu tràng. Và cảm ơn đạo tràng đã cho niệm từ biết tín hiệu âm thanh rõ. Cảm ơn sư Nhật Bình đã cho bài học hôm nay. Con xin phân tích đọc và kể câu pháp cú 350. Và câu số 1 và câu số 2. Quy tắc cu ba sa mê cha yô ra tô a su phăng pha quá gia tê sa đà sa tô. Dạ, con phân tích câu số 1. Quý là đoạn âm, tắc là trường âm nhấn, cu là trường âm thông thường, bá xá là hai đoạn âm, mê là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, vô là trường âm thông thường, rá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Dạ, con xin phân tích câu số 2. Á là đoạn âm, xú là đoạn âm, phăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pha là trường âm thông thường, quá giá là hai đoạn âm, tê là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, đa là trường âm thông thường, xá là đoạn âm và tô là trường âm thông thường. Dạ, con xin đọc câu số 1 và câu số 2. Quý tắc cù bá sa mê cha yô ra tô a su phăng pha quá giá tê sa đà sa tô. Dạ, bây giờ con phân tích câu số 3 và câu số 4.
e sắc khổ danh tích ca hí tí e sắc chích chát tí mà ra bàn tha năng. Câu số 3, e là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, khô là trường âm thông thường, dân là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, ca là trường âm thông thường, hí tí là hai đoạn âm. Và câu số 4, e là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, chết là trường âm nhấn, chá tí là hai đoạn âm, ma là trường âm thông thường, rá là đoạn âm, banh là trường âm nhấn, thá là đoạn âm và năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. E sakho vyon tí ka hi tí e sachet chati ma rapan tha năng. Dạ con xin đọc lại nguyên câu 350. Vitakku basame chayo rato asufang pa wayate sada sato e sakho vyon ka hi tí e sachet chati ma ra bành tha năng. Quy tắc cù ba sa mê cha yô ra tô a su phần phà wa ya tê sa đà sa tô e sa khô vyang tí ca hi tí e sa chết cha tí ma ra bành tha năng. Con xin kệ câu Pháp Cú 350 ạ. Vì tận vì tận cu ba sa mê cha yo ra tô a su thân pha và giả tê sa đa sa tô e sa khô văn ti ca hi ti e sa chê cha ti ma ra phân tha năng. Vì tặng cu ba sa mê cha yô ra tô a su phân pha và giả tê sa đa sa tô e sa khô vân ti ca hi ti e sa chê cha ti ma ra phân tha năng. Dạ con đã phân tích, dạ con đã kể xong và đọc xong. Con có sai xin ngài và đạo tràng sửa lỗi giùm con. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, xin mời cô Phúc Hạnh ạ. Nam Mô Bụt Thầy Giá. Nam Mô Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ ngài Trí Đức, con thành kính đảnh lễ sư phụ Pháp Trang, kính lễ cô tu nữ Tề Duyên, kính chào đạo tràng. Phú Hạnh đọc câu Pháp Cú 350 và phân tích ạ. Vitasme chayorato. Ví tá là ví là đoạn âm, bát là trường âm nhấn, cu là trường âm thông thường, bá xá là đoạn âm, mê là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, vô là trường âm thông thường, rá là đoạn âm, tô thường. Câu số 2 ạ. À. A su phần phà vá già quá giá tề xá đa xá tô. Á là đoạn âm, á số là đoạn âm, phân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pha là trường âm thông thường, vá giá là đoạn âm, tê là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, đa là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Câu thứ ba, e sa khô danh tí ca hí tí. E là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, khô là trường âm thông thường, danh là trường âm nhấn, tí là đoạn âm,
Ca là trường âm thông thường, hí tí là đoạn âm. Câu thứ tư, e chát tí ma ráp ban thá năng, e là trường âm thông thường, xá là âm, chết là trường âm nhấn, chá tí là đoạn âm, ma là trường âm thông thường, rá là đoạn âm, ban là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Vi tắc cu ba sa mê cha yo ra to a su phang pha va ya te sa ya sa to e sa kho yan ti ka hi ti e sa chet cha ti ma ra pan tha năng. Vi tắc cu ba sa mê cha yo ra to a su phang pha va ya te sa ya sa to e sa kho yan ti ka hi ti e sa chết cha ti ma ra ban tha năng. Ok. Ni ta ku pa sa me cha yo ra to a su pa fa va ya te sa da sa to e sa ko yan ti ka hi ti e sa che cha ma ban tha nang. Dạ con xin xuống bếp, xin mời về kết tiếp ạ. À, chị chỉnh sửa giúp con ạ. Alo. Dạ, cảm ơn đạo tràng của thầy Nhất Chí Hiện. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Tha Giá. Con kính hành lễ Thượng Tọa Chí Đức, Đại Đức Pháp Trang cùng Chư Tôn Đức Tăng. Mình kính chào với cô tu nữ, mình kính cô chú Phật tử trong đạo tràng. Dạ, con xin đọc và xin tiếp câu kinh Pháp Cú số 350. Vitakku pasame cha zo zato asukang pa wajate sada sato e sakho santika hiti e sacek chati ma zaban phanang. Vitakku pasame cha zo zato asukang pa wajate sada sato e sakho santika hiti e sacek chati mà ra bàn tha năng. Quý nà trường là quý nà đoạn âm, tắc là trường âm nhấn, cu là trường âm thông thường, bá xá là hai đoạn âm, mê là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, dô là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường, á sú là hai đoạn âm, phăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pha là trường âm thông thường, quá giãn là hai đoạn âm, tê là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, ta là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường, ê là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, ô là trường âm thông thường, răn là trường âm nhật, tí là trường âm thông thường, ca là tí là đoạn âm, ca là trường âm thông thường, hí tí là hai đoạn âm, ê là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, chích là trường âm nhấn, chá tí là hai đoạn âm, ma là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, văn là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đã con xin phân tích lại, quý là đoạn âm, tắc là trường âm nhấn, cu là trường âm thông thường, tá xá là hai đoạn âm, mê là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, dô là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường,
A số là hai đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pha là trường âm thông thường, quá giá là hai đoạn âm, tê là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, đa là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường, ê là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, cô là trường âm thông thường, dân là trường âm nhấn, tí là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, ca là trường âm thông thường, hế tí là hai đoạn âm, ê là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, trách là trường âm nhấn, chá tí là hai đoạn âm, ma là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, ban là trường âm nhấn, há là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Quý tắc cù pa sa mê cha dù gia tô a su phăng và quá gia tê sa đà sa tô e sa khô dân tí ca hi tí e sa chách cha ti mà gia bàn tha lăng. Con phân tích xong ạ, con xin xuống mic. Con kính mời vị kế tiếp ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính lãnh lễ sư Trí Đức, sư Pháp Trang, kính lễ các cô tu nữ, kính chào toàn thể đạo hữu. Dạ, con xin đọc câu pháp cú 350. Quy tắc cu pasame chayo rato asufa wayate sada sato e sako jantika hiti e sacek chati ma raban thanang. Quy tắc cu pasame chayo rato asufang pa wayate sada sato e sako jantika hiti e sacek chati ma rabanang. Con xin phân tích câu 1 và câu 2. Quy tắc cu pa sa mê cha yo ra tô a su phăng pha quá giá tê sa đà sa tô. Quý là đoạn âm, tắc là trường âm nhấn, cu là trường âm thông thường, pa xá là hai đoạn âm, mê là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, vô là trường âm thông thường, rá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường, á xú hai đoạn âm, phăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pha trường âm thông thường, quá giá hai đoạn âm, tê trường âm thông thường, xá đoạn âm, đa trường âm thông thường, xá đoạn âm, tô trường âm thông thường. Quy tắc cu pa sa mê cha yo ra tô a su phăng pha quá giá tê sa đà sa tô. Xin đọc câu và phân tích câu số 3 và câu số 4. E sắc khô chàm tí ca hi tí e sắc chắc chát ma ra bàn tha năng. Ê là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, khô là trường âm thông thường, chan là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, ca là âm thông thường, hí tí hai đoạn âm, ê là trường âm thông thường, xá đoạn âm, chát trường âm nhấn, chá tí hai đoạn âm, ma trường âm thông thường, rá đoạn âm, ban trường âm nhấn, thá đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ê sắc khô chan tí ca hi tí ê sắc chắc chá tí mà ra bàn tha năng. Dạ, con xin đọc lại câu pháp cú 350. Quy tắc cù pa sa mê cha yô ra tô a su phăng pha quá giá tê sa đà sa tô ê sắc khô chan tí ca hi tí ê sắc chắc chá tí mà ra bàn tha năng. Con xin kể câu pháp cú ạ. Vì tắc cu pa sa mê cha yô ra tô a su phăng pha quá giá tê sa đà sa tô ê sa khô chan tì ca hi tí ê sa chắc cha tì ma ra ban tha năng. Vì tắc cu pa sa mê cha yô ra tô a su phăng pha quá giá tê sa đà sa tô ê sa khô chan tì ca hi tí ê sa chắc cha tì ma ra ban tha năng. Dạ, con xin hết ạ. Con có gì sai sót
Xin sư trí đức sửa cho dùm con ạ. Dạ cảm ơn sis Nhật Quỳnh đã post bài. Xin cảm ơn toàn thể đạo tràng. Dạ con xin xuống mic ạ. Nam mô Bụt Tha giá, dạ con lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, con thành kính đảnh lễ đại đức Pháp Trang. Dạ Nhật Quỳnh kính chào tất cả đạo tràng. Dạ cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nhật Quỳnh thấy Nhất Nguyên Phúc hay Nguyễn Phúc gì đây, cầm mít hoài mà không được, nên bây giờ Nhật Quỳnh kính mời Quỳnh Giang Nhật Hà có thể hướng dẫn cho Nguyễn Phúc cầm mít. Mời nhà Quỳnh nha. Dạ, kính mời Quỳnh. Dạ, Nam Mô Bụt Tha giá. Dạ, đạo hữu Nguyên Phúc, con thấy là đã đưa tay được rồi đó. Mà khi mà có mic á, thì có thể nhấn vô cái thanh mà màu xanh á, xong rồi mình giữ mình trượt lên một tí để nó giữ luôn thì mình có thể mình nói được. Rồi sau khi mà mình nói xong hết rồi đó, mình trả mic lại cho đạo tràng thì mình bấm vào cái thanh màu đỏ để ngưng nói chuyện thì trả mic lại cho đạo tràng. Còn mà mình thấy là đã giơ tay được rồi thì chỉ cần nhấn vô cái thanh màu xanh á, khi mà có mic á, rồi trượt lên để giữ nha. Bây giờ xin mời thử cầm lại à. Các bác có nghe nhà cháu nói không ạ? Cháu xin phép được đọc câu Kinh Pháp Cú số 350. Vitakku basami jaro ratu asang fa vajati sadasattu isakho. Ôi thế nhà cháu không nghe được à? Cháu xin phép được đọc lại. Vitakku basame jaro ratu asang fa vajati sadasattu Isakho Vyantika Yiti Isachet Chatimarabhan Thanang. Vâng, nhà cháu xin hết ạ. Nam Mô Bụt Tha giá. Dạ, Nguyên Phúc có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Alo. Dạ, cảm ơn đạo tràng. Dạ, Nguyên Phúc có nghe được âm thanh của Nhật Quỳnh không? Không thấy tín hiệu. Dạ, không sao, lần đầu tiên cầm mic vậy là quá giỏi rồi. Nên cứ hoan hỷ mà tiếp tục đi. Dạ, không có sao hết. Nhờ vào cầm mic vài lần thì sẽ bình tĩnh hơn và sẽ đọc bài được dễ dàng hơn. Như vậy là cũng quá tốt rồi. Dạ, Nam Mô Bụt Tha giá. Dạ, bây giờ trong đạo tràng còn vị nào chưa có trả bài không? Cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu. Tại vì có một lúc Nhật Quỳnh nghĩ là Ngài Trí Đức có trước máy nên Nhật Quỳnh lặng. Đó, Nhật Quỳnh trở vào thì không thấy Ngài có bài, nên là mới bắt đầu tiếp tục.
nên Như Quỳnh không biết vị nào trả bài rồi và chị nào chưa trả bài. Nếu vị nào chưa trả bài thì xin cho Nhật Quỳnh một tín hiệu. Nhật Quỳnh sẽ nhường mic. Cô Kim chưa trả bài. Dạ, vậy mình mời cô Kim. Dạ, mời cô. Con xin kính chào Sư Chí Đức, Sư Pháp Trang, các cô tu nữ và quý vị Phật tử và nhà cháu. Nhà cháu tên gì đó quên rồi đó, nghe đọc ngộ ha, đọc giống ở bên Ấn Độ ở đâu đọc á, nghe ngộ ha. Giang Nhật Hạ này hả, chuyên môn canh me tôi không nhàn. Bữa nay tôi có một người quen, tôi không biết đâu nữa, người ta biết tôi mà tôi không biết, người ta trên San Jose gọi nhìn bà con á, bên chị dâu của tôi đó, tôi phải hỏi ổng quen như thế nào để tôi về tôi hỏi chị dâu tôi, nói tùm lum la mà tôi hỏi ổng, ổng cứ cười hoài, ổng biết tại sao bộ tôi tiếu lâm lắm sao ổng cười hoài hả. Cái tôi nói tôi phải có lớp học đó, tôi phải vô tôi học bây giờ. Ổng nói thì học đi, tôi nói để khi nào rảnh tôi kêu lại. Ngộ lâu lâu có người quen mà ổng nói chuyện tôi, ổng vui vậy sợ ổng cứ cười hoài làm như tôi nhìn hề vậy, tôi không biết sao nữa, để hỏi sao. Chị ơi, chị đó mới á, mới hoan hỷ mà. Thì tôi nghe cái cách giọng đọc đâu biết đâu, trong đó ít người đọc giống vậy, nhưng mà tôi có nghe bên có một vài lớp mà tôi nghe đọc kinh đó, thì có loại cái đọc và luyến lái giống như vậy, thì ai cũng đọc sao đọc, miễn sao đọc được thôi, nói gì. Tôi thấy ngộ, tôi nói ngộ rồi, giống như miền Nam chúng tôi đi mình ên bắt cá gô bóng gỗ kêu gột gột đó, đâu sao đâu. Mà ai cũng đọc sao đọc, nó là tục đế mà, tôi đâu có ấy gì đâu, tôi thấy lạ hơn lúc không có ai đọc giống vậy thì tôi nói vậy thôi, chứ tôi đâu có chê gì đâu. Mà bà xin nhà cháu với các bác đó thì cũng ngộ nữa, thấy không? Nhà cháu tức là bà đó, giống như có một lần đó, ông giáo sư người Bắc, ổng dạy tôi dạy toán, cái tôi lên chỉnh, ổng lùn hơn tôi đứng, ổng đứng tới cái lỗ tai tôi hà, cái tôi đứng tôi lấy tay tôi đo, cái cả lớp cười rằng, cái ông nói chị nghịch ngợm cái gì đấy, cái tôi mới hỏi ông, ủa tại sao thầy kêu em là chị vậy? Ông giáo sư ổng mới nói, người Bắc chúng tôi kêu chị là chị, có nghĩa chị là con của chúng tôi, con là chị của con chúng tôi. Ôi trời ơi, thì tôi mới biết giống vậy, hiểu không? Từ từ mà cô men đọc bài đi, sư còn đi uống trà chưa có vô, mà sư nó vô là 3:30 sư vô rồi, giờ này chưa vô, sư còn đang uống trà mắc chuyện, hiểu chưa? Để đọc từ từ nè, làm gì mà nóng dữ vậy, từ từ ha, đọc nè. Dạ, con xin đọc kinh Pháp Cú, đọc phân tích, đọc kệ câu 350, hồi nãy mỏi nhọn nói nhiều quá, khô nước, chưa uống nước nữa, kệ bà nó đi. Dạ, đọc nha, nghe nè, The Man 45, 45 tuổi còn trẻ măng, nóng nảy quá. Nghe đọc nè, kinh Pháp Cú câu 350. Quy tắc khu pha sa mê cha yô ra tô a su phang pha wa yat te sa da sa tô e sa khô pi yang ti e sa chết cha ti ma ra bằng tha năng. Quy tắc khu pha sa mê cha yô ra tô a su phang pha wa yat te sa da sa tô e sa khô pi yang ti kha hi ti e sa chết cha ti ma ra bằng tha năng. Quy đoạn âm tắt trường âm nhắn, khu trường âm thông thường, phá xá hai đoạn âm, mê trường âm thông thường, chá đoạn âm, vô trường âm thông thường, rá đoạn âm, tô trường âm thông thường. Câu số 1, câu số 2, á xú là hai đoạn âm, phăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pha trường âm thông thường, quá giá hai đoạn âm, tê trường âm thông thường, xá đoạn âm, đa trường âm thông thường, xá đoạn âm, tô trường âm thông thường. Đọc câu 1, câu 2 lại, quý tắc khu pha sa mê cha yô ra tô á su phăng pha quá giá tề sa đà sa tô. Câu 3, câu 4 phân tích, e trường âm thông thường, xá đoạn âm khô trường âm thông thường, đi dăng trường âm nhắn, tí đoạn âm, kha trường âm thông thường, hí tí hai đoạn âm,
E trường âm thông thường, xá đoạn âm chép trường âm nhắn, chá tí hai đoạn âm ma trường âm thông thường, rá đoạn âm bằng trường âm nhắn, thá đoạn âm năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đọc câu 3 câu 4. E sắc khô bi ăng tí kha hí tí e sắc chép chất ma rắp bằng tha năng, đọc hết nguyên câu lại từ câu 1 đến câu 4. Quy tắc khu pasan me cha yo rắc khô asu pang tha wa yat te sada sato e sắc khô bi ăng tí kha hí tí e sắc chép chất tí ma rắp bằng tha năng. Bây giờ đọc. Đọc gì? Đọc kệ. Vì tắc khu phá xa mê cha yô ra tô a su băng phá yá tê sa đà sa tô e sa khô bi yăng tí kha hi tê e sa chê cha tí ma ra băng tha năng. Vì tắc khu phá xa mê cha yô ra tô a su băng phá yá tê sa đà sa tô e sa khô bi yang ti kha hi te e sa chết cha ti ma ra bằng tha năng. An vui, an tịnh ý, quán bất tịnh, thường niệm, người ấy sẽ diệt ái, cắt đứt ma chối buộc. Đó là bản dịch cô Hòa Thượng Thích Minh Châu. Nghe đã rồi ha, không có tàm nhàm nữa ha. Con ơi, sư người ta đọc hết trơn ngày xưa ơi, con là người cúng cùi đó sư. Ê quên, người cuối cùng. Con thỉnh sư đi giảng ngữ vựng của Kinh Pháp Cú câu 3550. Dạ, con xin mời sư ạ. À. Dạ, Như Quỳnh thấy hình như Thanh Hoàng muốn cầm mic phải không Thanh Hoàng? Thanh Hoàng ơi, dạ cảm ơn đạo tràng. Thanh Hoàng có muốn cầm mic không? Hay là cầm nhầm? Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức. Nhục Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, Nhục Quỳnh thấy hình như vậy. Dạ, Nhục Quỳnh mến chào. Dạ không sao. Dạ, Nhục Quỳnh mến chào Xích Huệ Ngọc. Huệ Ngọc ơi, nếu hôm nay Huệ Ngọc vào đây mà có đọc bài được thì chuẩn bị nha. Nhật Quỳnh post bài ra, Nhật Quỳnh xin trả bài trước rồi. Nếu được thì kính mời bàn tay Huệ Ngọc nha, Huệ Ngọc nha. Ồ, cảm ơn Như Hoa. Dạ, con xin được trả bài Câu Pháp Cú Kinh số 350. Quy tắc cù ba sa mê cha dô ra tơ u sa phăng pha quá chá tê sát đa sa tơ e sát hợp dành tí ca hi tí e sát chết chá tí ma rắp banh thà năng. Quy tắc cù ba sa mê cha dô ra tơ u a su phăng pha quá chá tê sát đa sa tơ e sát hợp dành tí ca hi tí e sát chết chá tí ma rắp banh thà năng. Vi tát cù ba sa mê cha dô ra tơ a su phăng pha qua gia tề sát đà sát tơ e sát hợp gian tích ca hi tích e sát chất chất ma rắp banh thà năng. Nhà con xin phân tích câu 1 và câu 2. Quý đoạn âm tách trường âm nhắn cù trường âm thông thường, bá xá hai đoạn âm mê trường âm thông thường, chá đoạn âm dơ trường âm thông thường, rá đoạn âm. Á, xú hai đoạn âm, phần trường âm đọc theo dẫn nguyên âm, pha trường âm thông thường, giáo. Quá tát, quá giá, hai đoạn âm, tê trường âm thông thường, xá đoạn âm, đa trường âm thông thường, xá đoạn âm, tô trường âm thông thường. Vi tát cụ ba sa mê cha dô ra tơ a su phăng và quá giá tê sát đà sát tơ. Chúng xin phân tích câu 3 và câu 4. Ê trường âm thông thường, xá đoạn âm, khô trường âm thông thường, dạ. Danh trường âm nhấn tí đoạn âm ca trường âm thông thường hí tí hai đoạn âm e trường âm thông thường xá đoạn âm chát trường âm nhấn chát tí hai đoạn âm ma
trường âm thông thường, ra đoạn âm, bành trường âm nhấn, thá đoạn âm, năng trường âm đọc theo dẫn nguyên âm. Ê, ê, sắc khô, bàn tích ca, hít tích, ê, sắc chát, chát tích ma, bành thành năng. Dạ, con xin đọc hết câu ạ. Vi tát cụ ba sa mê cha dô ra tờ a su phăng pha qua gia tề sát đà sát tờ ê sát cơ biên tịch ca hít tích ê sát chát chát tích ma đắc bành thả năng. Dạ, cho Nhật Quỳnh trước khi kể, Nhật Quỳnh xin nói với Nguyên Phúc nha. Cứ yên tâm đi, mới cầm mít, mới lần đầu như vậy là quá giỏi rồi. Đừng có lo. Còn có những câu mà Xích Kim nói chẳng qua là nói giỡn thôi, không có gì đâu. Đạo tràng không có gì phiền hà hết. Cố gắng vào cầm bích thường thì nó sẽ tốt hơn. Dạ, yên tâm. Dạ, con xin phép được kể. Cứ yên tâm đi, không có phiền ai hết. Mà vào đạo tràng học thì đạo tràng rất là vui. Dạ, Ngài Trí Đức cũng rất là vui. Tại vì có học trò thì Ngài mới dạy được chứ. Còn không có học trò thì làm sao mà dạy, ai cũng giỏi hết thì lấy gì Ngài dạy. Nên Nguyễn Phúc cứ yên tâm nha, không phải lo lắng gì hết. Dạ, con xin được kệ ồ xà thú bằng tay của hậu chùa Phước Quang nha. Vì tạc cư ba sa mê cha vô ra tơ a su phăng pha dầu a tê sa đa sa tơ ê xã khô danh tì ca hi ti ê xã chát chát ti mà ra banh tha năng vì tập cư va xa mẹ cha vô ra tu a su phăng pha và qua tê sa đa sa tu ê xã khô danh tì ca hi ti ê sa chết chát ti mà ra ban tha năng. Rồi mời hậu mà chùa Phước Ba ngàn xà thú. À, con kính đảnh lễ ba ngôi con Nam Mô Bụt Thà Ra, Nam Mô Tham Ma Ra, Nam Mô Sang Khà Ra. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo Phật Bảo Pháp Bảo và Tăng Bảo, và con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, và con kính đảnh lễ Sư Phụ Pháp Trang, kính đảnh lễ Cô Tu Nữ Phúc Hạnh và Cô Tu Nữ Phụ Duyên, và kính chào đạo tràng. À, sao cô Hạnh không nghe được, cô Quỳnh có nghe, cô Nhật Quỳnh có nghe được không? À, con xin đọc câu pháp cú 350. Quy tắc cú ba sa mê cha rô ra tô a su phăng pha va ra tê sa sa ra sa tô ê sa khô răn ti ca hi ti ê sa chách cha ti mà ra bàn tha năng. Con xin đọc lại câu số 1. Quy tắc cu pa sa bê cha rô ra tô. Con xin phân tích câu số 1. Ví là đoạn âm, tắc là trường âm nhấn, cú là trường âm thông thường, bá xá là hai đoạn âm, mê là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, rô là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Câu số 2. A su phăng pha va ra tê sa đa sa tô. A su là hai đoạn âm, phăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm,
pha là trường âm thông thường. Va vá ra là hai đoạn âm, tê là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, ra là trường, đa là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Con đọc câu số 3. Ê, con phân tích câu số 3. Ê sa khô răn tí ca hi tí ê sa chách cha tí ma ra văn tha năng. Ê là trường âm thông thường, sa là đoạn âm, khô là trường âm thông thường, răn là trường âm nhấn, ca là tí là đoạn âm, ca là trường âm thông thường, hí tí là hai đoạn âm, ê là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, chê là trường âm nhấn, chá tí là hai đoạn âm, ma là trường âm thông thường, rá là đoạn âm, băn là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo rộng nguyên âm ạ. Con xin đọc lại. Vi tắc cu ba sa mê cha rô ra tô a su phăng pha và ra tê sa đa sa tô ê sa khô dân dân ti ca hi ti ê sa chích cha ti ma ra mà ra bằng tha năng. Dạ con xin hết. Con có sai thì mong ngài Chí Đức chỉ dạy và mong đạo tràng chỉ bảo. Con xin xuống mic ạ. Vâng, thế thì cháu nói được chưa ạ? Vâng, cháu xin phép được đầu câu kinh này ạ. Vâng. Vitaku basame, vitaku basame charo ratu asfang pa vajati sadasatu esoko yantikai hiti esache jati marabantanang. Vâng, nhà cháu xin hết ạ. Nam mô Bụt Thầy nhé, Nam mô Tham Mai nhé, Nam mô Sang Khai nhé. Quý vị nghe rõ ha? Hôm nay chị Hà coi như đoạt được giải Can Đảm ha. Lần đầu tiên nghĩa là đưa tay lên mở màn và hôm nay số lượng tham gia rất là đông, nhiều hơn những hôm trước. Điều xích hậu quá thì phân tích thì đúng nhưng mà cái giọng đọc thì sai ha. Xích hậu chú ý ha, quy tắc cu chứ không phải quy tắc cu ha, rồi e sa chứ không phải e sa ha. Xích hậu chú ý ha, khi đọc là quy tắc cu nhưng mà lại phân tích là đúng. Đọc là quý tắc cú. Rồi chữ e sa khô thì đọc e sa khô nhưng là phân tích là đúng. Không sao, từ từ chúng ta sẽ quen ha. Rồi hôm nay có Sức Nguyên Phúc, một vị mới đến với đạo tràng của chúng ta, có một cái giọng đọc đặc biệt ha.
Bởi vì quý vị biết rằng đối với đạo tràng này là một đạo tràng mở, tức là quý vị cứ tham gia để chúng ta thấy được cái đúng cái sai, nhắc nhở khích lệ lẫn nhau. Tôi không có tặng quà, không có cho điểm, nhưng mà quý vị coi như là đọc và biết rằng mình sai chỗ nào, đó là điều quan trọng. Điều quan trọng là quý vị đọc, quý vị biết đúng biết sai, chứ không phải là chúng tôi phải nhắc nhở. Cái chuyện nhắc nhở chẳng qua là quý vị quên mình, chúng tôi mới nhắc nhở. Còn bây giờ cả đạo tràng là những quan tòa thì quý vị đọc rồi, người ta nói học thầy không thầy học bạn, những bậc thiện hữu trí thức luôn luôn nhắc nhở chúng ta, đều là bà con, đều là họ hàng, đều là quyến thuộc của chúng ta. Chúng ta có những cái gì sơ sót thì họ sẽ nhắc nhở. Và họ nhắc nhở như vậy chính là thầy của chúng ta. Quý vị đừng có buồn, đừng có giận. Cá nhân của chúng tôi cũng được sự nhắc nhở của quý vị, cho nên mới tồn tại đến bây giờ. Nếu mà chúng tôi mà coi như đọc tài, xin lỗi, cái room này đóng từ lâu rồi. Chúng tôi đến với quý vị để học hỏi nữa quý vị, chứ không phải chúng tôi đến với quý vị làm thầy. Không bao giờ chúng tôi xưng sư với quý vị. Chúng tôi chẳng qua là người hướng dẫn mà thôi. Còn quý vị thành công, đó là một cái phước duyên, một cái điều mà chúng tôi rất là mừng. Chứ không phải nói là quý vị giỏi rồi chúng tôi ganh tị, đố kỵ, ghen ghét, không có chuyện đó. Quý vị đến đây để nương nhau mà sống, nương nhau để học hỏi. Đây là một cái tinh thần chung của đạo tràng. Chúng tôi thấy mà quý vị có thể đọc được đúng trường âm, đoạn âm, rồi biết phân tích nó là trường âm gì, đó là cái chuyện mà chúng tôi rất là hoan hỷ. Bởi vì xin lỗi quý vị, chúng tôi sống cũng được bao lâu nữa đâu, cho nên quý vị mà thành công như vậy chúng tôi mừng lắm rồi. Thôi thì xin nguyện phúc ha, hoan hỷ ha. Lần đầu tiên đến với đạo tràng mà đọc được như vậy là tuyệt vời. Cái giọng của Sĩ Nguyên Phúc là một cái giọng đặc biệt, tức là về Pali rất là giỏi chứ không phải là dở, nhưng mà đọc theo một cái trường phái khác, theo một cái quốc độ khác. Còn đối với đạo tràng này thì chưa quen, nhưng mà từ từ, như Sĩ Nhật Quỳnh nói, từ từ rồi nó cũng nhừ ha. Thì mong rằng Sĩ Nguyên Phúc cũng hoàn hỷ ha. Thật sự khi nghe cái giọng của Sĩ Nguyên Phúc, chúng tôi còn rất là khâm phục. Bởi vì không phải là đọc cái giọng đó dễ đâu nha. Không phải là dễ đọc đâu nha. Sĩ cô tu nữ Từ Duyên mà còn khen nữa. Như vậy là mỗi người, mỗi nước, mỗi non bước vào cửa Phật là con một nhà. Bàn tay của chúng ta có ngón ngắn ngón dài, chứ đâu có bàn tay năm ngón mình đã đều nhau đâu. Thì mỗi người có một cái phước riêng, có một cái ba la mật riêng, thì chúng ta đừng có bao giờ nghĩ rằng họ sai, mà mình hãy nghĩ cho chính mình, tại sao mình không đọc được cái giọng đó. Tức là mình thua người ta rồi. Nhưng mà đừng có ganh tị, mình sẽ cố gắng, rồi mình sẽ tìm hiểu. Thì chúng ta từ từ nó sẽ tiến bộ thôi. Rồi bây giờ tiếp tục chương trình, bởi vì thời gian của chúng ta còn có nửa tiếng nữa thôi. Mong quý vị thông cảm ha. Bây giờ chúng ta đi vào tự vận câu Phật ngôn 350. Câu đầu tiên: quy tắc cù bất sắc mê cha dồ ra tổ, quy tắc cù bất sắc mê cha dồ ra tổ, quy tắc cù bất sắc mê cha dồ ra tổ. Câu này
chúng ta thấy có ba bốn từ ha, quý tắc cu bá sa mê là một, chá là hai, vô là ba, rá tô là bốn. Thì chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của những từ này. Quý tắc cu bá sa mê ở đây do hai từ cộng lại, tức là cái từ quý tắc cá cộng với u bá sa mê. Quý tắc cá nó là một danh từ nam tính, akaranta pumlinga. Quý tắc cá có nghĩa là tư duy, suy tư ha. Quý tắc cá. Rồi cái từ thứ hai, upasamma. Upasamma nó là một danh từ nam tính ha, akaranta pumlinga. Nhưng mà ở đây upasamma được chia theo định sở cấp số ít. Định sở cách số ít tức là sa tầm ý quy pháp thí e ca quá chana, cho nên upasamma biến thành upasamme. Upasamme có nghĩa là sự tĩnh lặng, sự an tịnh ha, sự an tịnh. Thì ở đây hai cái từ này nó sanh thí, nó lô vô là nó xóa chữ, rồi sanh thí là nó ráp chữ. Thì chúng ta thấy quy tắc cá cộng với upasamma thì ở đây quy tắc cu upasamme. Quy tắc cu upasamme có nghĩa là trong sự an tịnh của tư duy, trong sự an tịnh của tư duy ha. Alo, quý vị nghe rõ ha? Vậy mà coi như xích kim nó, wifi này bị đứt chén rồi. Chán thiệt. Rõ mà. Rồi, chị cha là bà ha. Chị cha là bà. Chị vô. Vô là người nào? Vô là người nào? Rồi, chữ cuối cùng là chữ ra tô ha, vô là người nào, xích như quan ha. Rồi chữ ra tô, ra tô đây là một cái dạng quá khứ phân từ đứng làm chủ từ, bà tham ma e câu quá chánh áo pháp tí về nam tính ha. Thì chữ ra tô do từ ra ta có nghĩa là đã thỏa thích. Đã thỏa thích. Như vậy thì câu đầu tiên này cho chúng ta ý nghĩa như thế nào? Quý tắc cù bất tập mề cháy dù ra tù. Và người nào thích thú trong sự an tịnh của tư duy, và người nào thích thú trong sự an tịnh của tư duy, đó là ý nghĩa câu đọc ha. Bây giờ qua câu số 2. Asu phần phào quá giá tề sa đà sa tô. Asu phần phào quá giá tề sa đà sa tô. Câu số 2 chúng ta thấy 4 từ ha. Asu phân là một, phao quá giá tê là hai, sát đa là ba, sát tô là bốn. Chữ su phân tiếp đồ ngữ á có nghĩa là không, mà su phân do cái từ su phá, su phá nó là một danh từ trung tính, a ran ta na pung sát ta linh ga. Nhưng mà chữ su phá này được chia theo đối cách số ít, đu tỷ gia quy pháp tỷ e câu quá chẳng á, cho nên su phá biến thành su phần. Su phần, su phá là đẹp ha, nhưng mà a su phá là không đẹp. A su phần không đẹp là bất mỹ. A su phần là bất tịnh hay là bất mỹ hay là không đẹp. Rồi, từ thứ hai, pha quá giá tề. Pha quá
Vajate, đây là một động từ số ít. À, tu tập, hành thiền, tu tiến. Pavajate, tu tập, hành thiền, tu tiến. Rồi, chữ ba Pavajate Sikhiwa là tu tập, hành thiền, tu tiến. Rồi, kể từ thứ ba Sada, Sada Sato, à, Sada có nghĩa là luôn luôn, mà Sato thì có nghĩa là chánh niệm. À, Sada Sato có nghĩa là luôn luôn có niệm, luôn luôn có niệm. Như vậy thì câu số 2 này ha. Câu số 2 này Asupang Pavajate Sada Sato, luôn luôn có niệm tu tập, hay là tu tập luôn luôn có niệm, mà có niệm về cái đề tài gọi là bất mỹ. Bất mỹ tức là bất tịnh ha. Tu tập về đề mục bất tịnh, à, luôn luôn có niệm. Rồi, bây giờ chúng ta đến câu số 3. Câu số 3 Esakho Vyantika Hiti, Esakho Vyantika Hiti. Câu số 3 chúng ta có 3 từ: Esa là 1, Kho là 2, Vyantika Hiti là 3. Chữ Esa, à, Esa, Esakho, Esakho đi liền nhau ha. Esakho là từ này chúng ta học rồi. Esa là coi như là người ấy, khô là thật vậy, à, thật vậy. Esakho là người này thật vậy, người này thật vậy. Vyantika Hiti, Vyantika Hiti. À, ở đây chúng ta thấy danh ta nó là một cái dạng quá khứ phân từ, có nghĩa là đã được chấm dứt ha. Rồi ca hi tí tức là cái động từ ca rô tí, ca hi tí có nghĩa là sẽ là, ca hi tí là sẽ là. Vậy thì danh tí ca hi tí, động từ này cho chúng ta ý nghĩa sẽ làm chấm dứt, sẽ làm chấm dứt. Như vậy câu số 3 này Esakho Vyantika Hiti, người ấy quả nhiên sẽ làm chấm dứt ái dục, người ấy quả nhiên sẽ làm chấm dứt ái dục. Rồi, bây giờ chúng ta đến câu số 4. Ê sát chết chát tí mà rắp bành thác ngần, Ê sát chết chát tí mà rắp bành thác ngần. Câu số 4 chúng ta thấy có 3 từ: Ê sa là 1, chết chát tí là 2, mà rắp bành thác ngần là 3. Chỉ Ê sa, Ê sa là người ấy ha, người ấy. Chết chặt tí, cái động từ này có nghĩa là, từ số ít này có nghĩa là cắt đứt, chặt đứt, à, cắt đứt hay là chặt đứt. À, chết chặt tí. Rồi ma rắp bành tha năng xích như quan quan hỷ ha, thời gian hết rồi còn duyên sự nữa ha.
Ai cha cha tí là các đức chặt đức ma ra bằng thạc đăng ma ra ma vương ha. Rồi banh thạc đăng do cái từ banh thành á, banh thành á nó là một danh từ trung tính, á cà rình ta nó phùng sắc cà linh gá. Nhưng mà banh thành á được chia theo đối cách số ít đối tỷ gia quỷ pháp tỷ ê câu quá trình á, cho nên banh thành á biến thành banh thạc đăng. Banh thạc đăng là sự trói buộc, ma ra banh thạc đăng tức là sự trói buộc của ma vương. Ma ra banh thạc đăng là sự trói buộc của ma vương. Vậy thì câu số 4 này, e sa che cha ti ma ra banh thạc đăng, e sa che cha ti ma ra banh thạc đăng, người ấy sẽ cắt đứt sự trói buộc của ma vương. Người ấy sẽ cắt đứt sự trói buộc của ma vương. Vậy thì câu Phật ngôn 350 cho chúng ta ý nghĩa: và người nào thích thú trong sự tịnh lặng của tư duy, tu tập về bất mỹ, đề mục tử thi, luôn luôn có niệm, người ấy quả nhiên sẽ chấm dứt ái dục, người ấy sẽ cắt đứt sự trói buộc của ma vương. Xin lặp lại: và người nào thích thú trong sự tịnh lặng của tư duy, tu tập về bất mỹ, đề mục tử thi, luôn luôn có niệm, người ấy quả nhiên sẽ chấm dứt ái dục, người ấy sẽ cắt đứt sự trói buộc của ma vương. Ngài Hòa Thượng Giới Đức đã phổ thơ lục bát: người kia thích thú, người kia vui thích niệm lành, chế ngự dục lạc chẳng sanh tâm hồn, ái tham chắc mặt nước nguồn, nước kia phù cạn ái còn ẩn đâu, bức dây có buộc hai đầu, mà vương ngân ác trước sau khó tìm. Người kia vui thích niệm lành, chế ngự dục lạc chẳng sanh tâm hồn, ái tham cắt mặt nước nguồn, nước kia khô cạn ái còn ẩn đâu, bức dây có buộc hai đầu, mà vương ngân ác trước sau khó tìm. Rồi Ngài Hòa Thượng Minh Châu ngắn gọn ha, chỉ có năm từ: an vui, an tịnh ý. Ai vui, an tịnh ý, quán bất tịnh thường niệm, người ấy sẽ diệt ái, cắt đứt ma trói buộc. Ai vui, an tịnh ý, quán bất tịnh thường niệm, người ấy sẽ diệt ái, cắt đứt ma trói buộc. Rồi như vậy trong các phần từ vựng, quý vị có ý kiến gì, có chỗ nào sơ sót thì quý vị cho ý kiến ha, quý vị cứ hỏi. Chỗ nào trong từ vựng quý vị thấy có những chỗ mà khuyết điểm thì cứ đưa tay, còn không có ý kiến thì bây giờ chúng ta đi vào duyên sự. Câu Phật ngôn 349-350 được Đức Phật thuyết ra khi Ngài đề cập đến một cái vị hiền trí tên là Chu La Tha Núc Gà Há. Chu La Tha Núc Gà Há, Chu La Tha Núc Gà Há, đây là cái phẩm hiền trí ha. Có một vị hiền trí tên là Chu La Tha Núc Gà Há. Cái vị hiền trí này đi đến kinh thành Takasila để học nghệ thuật với một danh sư tên là Disapa Mukha. Với cái bản chất thông minh, không bao lâu cái vị hiền trí này đã học mọi cái nghề nghiệp của thầy. Cái vị danh sư Disapa Mukha này rất là thương mấy người học trò thông minh, cho nên đã gả cô con gái cho cái vị hiền trí này. Hiền trí Chu La Tha Núc Gà Há từ tạ thầy về quê quán ở kinh thành Varanasi, mang theo người vợ lên đường. Hai vợ chồng đi đến một khu rừng này có 5 tên cướp trú ẩn.
chúng thường xuyên chẳng khắp để cướp giật tài sản. Khi mà thấy hai vợ chồng hiền chỉ đi vào rừng thì bọn chúng xông ra cướp giật tài sản. Nhưng mà với tài nghệ của mình, vị hiền chỉ Chu Lá Khánh Lúc Cả đã giết những cái tên cướp và chỉ còn lại cái tên đầu đảng. Và cái tên đầu đảng này chống trả với cái Đức Bồ Tát và nè Chu Lá Khánh Lúc Cả này rất là mãnh liệt, và hắn ta đã bị Đức Bồ Tát đè xuống cái mặt đất. Thì Bồ Tát bảo với vợ mình rằng: "Nè em, hãy đưa cây gươm cho anh." Người vợ vừa trông thấy tên tướng cướp thì tâm của cô ta khởi lên ái luyến với gã. Cô ta mới trao cái mũi gươm cho vị hiền chỉ Chu Lá Khánh Lúc Cả. Còn cái chuôi gươm á, thì quay về phía của tên cướp. Cái tên đầu đảng này nhân cơ hội rút gươm sát hại vị hiền chỉ Chu Lá Khánh. Sau khi thoát hiểm, tên cướp này mới dẫn cô ta đi theo. Nhưng mà trên con đường đi á, thì tên cướp mới suy nghĩ là: "Cái con mẹ này nó vừa trông thấy ta, nó đã say mê và tìm cách sát hại chồng của mình. Nếu mà cô ta thấy một gã đàn ông nào khác thì cô ta sẽ say mê và sẽ giết ta như giết hại chồng của cô ta." Khi nghĩ như vậy rồi thì lúc đến bờ sông á, tên chúa đảng này lập kế bảo cô ta rằng: "Này em, anh sẽ mang hành trang qua sông trước rồi trở lại rước em sau, vì cái thuyền này nhỏ bé không thể chở nặng được, thì em hãy chờ anh ở đây ha." Cái tên cướp này nó mang những hành trang qua sông rồi bỏ đi luôn một mớt, không có quay lại rước cô ta nữa. Đến khi mà biết được mình bị bỏ rơi thì cô nàng mới ôm mặt khóc. Với thiên nhãn Đức Đế Thích biết rõ câu chuyện, ngài muốn cảnh tỉnh cô ta, cho nên hóa hiện thành ra một con chó chóc đi đến bên cô nàng. Và đã nói lên rằng: "Này cái nàng xinh đẹp kia ơi, nàng đã chọn tôi không phải là chồng nàng, cũng không phải là sống chung với nàng. Thay vì người chồng đã cùng với nàng chung sống từ lâu, bây giờ người thiếu nữ xinh đẹp kia, nàng sẽ chọn người đàn ông xinh đẹp khác thay vì tôi. Tôi sẽ xa lánh nàng, sẽ đi khỏi nơi này thật xa." Khi nghe cái tiếng nói như vậy thì cô nàng này mới thắc mắc: "Ai đã cười trong bụi cỏ? Ở nơi đây chẳng có sự múa hát hay là hòa tấu nào mà người tạo nên cả. Sao lại sụt sùi than khóc, thở than như vậy?" Tức là cô ta nói với con chó: "Này chó chóc, ngươi là cái loài châm bú cá, ngu si thiểu trí. Ngươi không có cá, không có thịt, rồi ủ rũ giống như con thú mồ côi." Chó mới trả lời: "Lỗi người thấy thật dễ dàng, còn lỗi mình thì khó thấy. Chính nàng vừa bị mất chồng, vừa bị mất tình nhân, nàng đang ủ rũ còn hơn ta nữa kìa. Này loài thú trăm phu cá, chuyện ấy đúng như ngươi đã nói, ta sẽ rời khỏi nơi này và chắc chắn sẽ tìm được người chồng lý tưởng." Con chó mới trả lời rằng: "Người nào mà dùng cái bát đất được thì cũng dùng cái bát đồng được. Người đã làm việc ác thuần thục và sẽ làm việc ác như thế tiếp tục nữa." Thì trong khi đó Đức Phật
Ngài đã nói lên cái duyên sự trong thời kỳ đó, cái vị hiền trí Chu La Thát Nút Cả chính là cái vị tỳ khưu trẻ bây giờ, mà nữ nhân thi ấy chính là cái thứ thiếu nữ trong hiện tại, còn thiên vương đế thích chính là Như Lai. Và tiếp theo, Ngài giáo giới vị tỳ khưu trẻ ấy rằng: này tỳ khưu, người thiếu nữ ấy đã giết chết hiền trí cao quý chỉ vì thương yêu người nam vừa gặp mặt trong giây lát. Này tỳ khưu, ngươi hãy cắt đứt cái ái dục của ngươi đi, hãy cắt đứt cái ái dục với cái nàng thiếu nữ đó. Và Đức Phật đã thuyết lên hai câu Phật ngôn 349, 350 mà chúng ta đang học đây, là câu Phật ngôn 350: Quý tắc phù bá sắc mê chá dô lá tô á sư phần phà quá dịch ê sá đà sá tô ê sá phô dân tí ca hí tí ê sá chê chá tí ma các bằng than hằng. Ai vui an tịnh ý quán bất tịnh thường niệm, người ấy sẽ dứt ái các đức ma trói buộc. Và khi Đức Phật đã thuyết lên hai câu Phật ngôn này thì vị tỳ khưu chứng đạt qua vị Tu Đà Hòa, và pháp thoại mang lại lợi ích cho hội chúng rất là đông. Ở đây trong duyên sự này, xin nước gặp nhà có gái xinh, lân la hàng hỏi gợi qua tình, tỳ khưu trẻ tuổi mong hoàng tục, Phật kể thầy nghe tính bổn sinh. Xưa kia nàng ấy đã lang tâm, cứu cướp giết chồng đạo nghĩa thâm, cướp đoạt của nàng đi một nước, bỏ nàng hiu quạnh giữa sơn lâm. Đến nay gặp lại chính chồng xưa, nàng vẫn minh tâm nết chẳng chừa. Nghe vậy thì khưu đang bất mãn, nhất tâm ái dục nguyện ngăn ngừa. Như vậy trong duyên sự có một con này, quý vị thấy ha, con mới nơi cũ ha, chồng mình chồng mình tức là được cha mình là một cái vị danh sư dạy cho được tinh thông về tài nghệ, đã gả cho cái chàng thanh niên mà anh tuấn mà được cha mình lựa chọn. Thế mà khi sòng phà với 500 tiền cướp giết hết 499 tên rồi ha, như vậy là một người quá giỏi rồi, còn lại tên tướng cướp đè đầu nó xuống mệt quá, bảo người vợ đưa cái gươm để giết chấm dứt hậu hoạn ha. Nhưng mà cái người vợ này xấu hổ quá hả, hèn chi phải làm thân người tạo nhiều ác nghiệp xấu hổ quá hả. Chồng mình bảo đưa cây gươm để chấm dứt cái trận chiến này, thì cô nàng thấy cái tên tướng cướp đẹp trai ha, con mới lấy cũ chán thiệt, đưa cái mũi gươm cho ông chồng và đưa cái cán gươm cho cái thằng ăn cướp kia. Cái tên cướp kia nó cầm được cái chuôi gươm là thấy cơ hội tới ha, dứt luôn cái người chồng của mình mà không biết, không biết là cái tên tướng cướp có cảm tình có thương mình hay không, thấy đẹp trai là thấy là mê liền ha. Mà thế là tên tướng cướp nó cũng suy nghĩ chứ, chồng muốn của ta mà tại sao mà của ta đưa cái chuôi gươm cho mình. Như vậy chắc một ngày nào đó sẽ gặp cái thằng cha nào đẹp trai hơn mình, thì chắc chắn mà là mình đồ thừa. Cho nên như tên tướng cướp này, khi mà đến cái dòng sông, đi qua bên kia sông với một cái chiếc thuyền nhỏ, thì nó mưu kế nó mới làm được chúa đáng chứ. Thì nó mới nói rằng thuyền này nhỏ, chở hai người không được, với hàng hóa thế này, với tài sản thế này,
thì thôi để chở qua trước bên kia rồi bỏ tài sản xuống, rồi cái đó hành lý xuống rồi nó sẽ qua nó rước cô ta. Cô ta nghe cũng có lý, ai ngờ cái lý này là cái lý gì không biết nữa. À, qua kia xong rồi à, thì nó đi luôn một mạch luôn. À, thì cô này buồn rầu sâu khổ khóc, à, ngồi khóc một mình. Nhưng mà rồi rồi Đức Vua Trời Đế Thích mới thiên nhãn nhìn xuống thấy, muốn nhắc nhở cô ta, mới hóa hiện ra một con chó. Thì trong cái lời lẽ nhắc nhở như vậy đó, thành ra có một cái vấn đề, có một cái vấn đề để rồi Đức Phật mới kết hợp luôn cả hai câu Phật ngôn này để nhắc nhở cho một cái vị tỳ khưu mà si tình, à si tình tu, à nhưng mà tâm vẫn còn ái luyến ha, để rồi coi như gặp cái cô đó có gan cũng cũng có cái tâm mà coi như là ái luyến, nhưng mà cái cô ta đâu có thương đâu. À, và Đức Phật đã nhắc nhở vị tỳ khưu đó cố gắng để mà tu tập qua hai câu Phật ngôn này, tức là hãy niệm về cái đề mục bất mỹ, bất mỹ tức là đề mục bất tịnh đó. Khi niệm về cái đề mục mà bất tịnh thì đâu có còn cái tham ái về sắc nổi lên. À, cho nên vị tỳ khưu đó chế ngự được cái nội tâm và tu tập tốt, à, chứng đắc thân quả. À, duyên sự này cũng đã kết thúc. À, hôm nay chúng ta không còn thời gian để thảo luận. À, quý vị thông cảm ha, hôm nay vị nào cũng nhiệt tình lên đọc cái câu Phật ngôn này, mặc dù khó nhưng mà quý vị đọc rất là đã thấy, rất là hoan hỷ, rất là hoan hỷ. Thôi bây giờ xin kết thúc buổi sinh hoạt hôm nay ha, với những lời dạy của Đức Phật để cho chúng ta thấy rằng, à, cái ác nghiệp của chúng ta khi trả quả, à, à, thì chúng ta, à, có mới nơi cũ, hoặc là chúng ta duyên theo một cái đề mục, một cái đối tượng khác để rồi chúng ta không làm chủ được chính mình. Vậy thì khi mà đụng chuyện, chúng ta hãy nhìn nó, à, tìm hiểu nguyên nhân thì chắc chắn rằng không tạo nên ác nghiệp. À, với phước lành chúng ta học hỏi những lời dạy của Đức Phật để áp dụng cho cuộc sống chúng ta được an vui tiến hóa. Xin chư thiên hoan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và thâm thiền xin qua lực vô biên chia toàn giác độc giác và thinh văn thính chúng. Hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ gồm Phật giáo năm truyền được an lành tịnh lạc. Ê tê nà sa chà vá chê nà sô thì vô hô tù sà phà đà. Do lời chân thật này kính dâng và phước lên chư tôn thiện đức và đạo tràng pháp hội thiện hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Thà Gia. Mời sư Hồng Nhật kết thúc buổi sinh hoạt của đạo tràng ạ. Chúng ta đồng tụng một thời kinh để hướng nguyện phước lành, mong rằng các bậc hữu ơn thầy tổ hóa vạn được đầy đủ phước báo, và mong cho tất cả những ai đang sống trong đau khổ sẽ hết khổ, đang sống trong sợ hãi hết sợ hãi, và đang sống trong sầu bi hết sầu bi. Nam mô Bụt Sư Thích, Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Bụt Thầy Giá. Chúng con xin thành kính hành lễ chư tôn đức tăng. Còn bây giờ chúng con xin được bắt đầu tụng đọc Phật ngôn để hướng nguyện